ngươi đến cùng muốn làm gì? Đến lấy lại những món đồ thuộc về ta. Cứ tiếp tục đi, các người tiếp tục đi, nhanh nhẹn tay chân lên. Đây là đồ vật của phủ tướng quân, Thẩm Yên. Ngươi đừng có khinh người quá đáng. Là ai khinh người quá đáng? Là ai thừa dịp phụ thân và ca ca qua đời, tự ý phát tăng cho ta để cố ý chiếm đoạt tài sản? Các người nghĩ rằng làm như vậy là có thể theo ý các ngươi sao? Ta muốn báo quan. Ngươi tự tiện xông vào nhà dân dẫn người ăn trộm. Ngươi báo đi, hiện tại mau phái người đi. Không dám sao? Hay là muốn ta thay người báo? Thẩm phu nhân rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, bà ta không dám báo quan, vì nếu báo quan sẽ liền bại lộ việc Thẩm Yên còn sống. Nói nhẹ là tranh đoạt gia sản, nói nặng chính là khi quân. Cho nên Thẩm phu nhân chỉ có thể trơ mắt nhìn từng kiện trang bị vàng ngọc bị mang đi, còn nhanh chóng nghĩ cách đi Uyên Nhi. Để tì chuyển đi, đây là đồ vật của chúng ta, làm sao có thể để nó mang đi được? Đồ vật của các ngươi, những thứ ta chuyển đi đều là hồi môn của mẫu thân ta. Những lời này loại người như ngươi không cảm thấy ngại khi nói ra? Ngươi trên danh nghĩa là Thẩm phu nhân, nhưng món đồ phụ thân để lại, tôi chỉ muốn bộ giáp của ông ấy. Những thứ khác để lại cho các ngươi, kỳ vật của mẫu thân ta muốn mang đi nguyên vẹn. Nếu Thẩm trọng thấy dáng vẻ của ngươi bây giờ, ông ấy trước hết sẽ nghĩ nếu như ông ấy thấy dáng vẻ của bà bây giờ, ông ấy có hối hận khi cưới bà không? Cưới nàng không phải là ý của ta, đều là do Thành An hầu ép buộc. Trong lòng ta chỉ có một thê tử, nhưng khi đã cưới nàng, thì nàng từ đây về sau sẽ là người của Thẩm gia. Thẩm phu nhân ánh mắt đờ đẫn khi cười khi khóc, dường như đang lâm vào hồi ức. Trong mắt ông ấy, ta bất quá chỉ là người của Thẩm gia mà thôi. Mẫu thân, người thế nào? Đừng dọa con. Thẩm Trọng, ông không phải muốn cùng vong thê an táng một chỗ hay sao? Ta lại không muốn cho ông tọa nguyện đấy. Ta sẽ an táng ông ở Thỉnh Kinh, để ông không bao giờ gặp lại người vợ đã khuất mà ông nhớ nhung. Ông không muốn gặp ta, chờ ta khuất, ta sẽ cùng ông chôn chung một chỗ, để ông ngày ngày đều chỉ có thể nhìn thấy gương mặt này của ta. Thưa công tử, dường như Thẩm phu nhân này đã điên rồi. Đây là điều ta không nghĩ tới. Có thể thấy bà ta đối với phụ thân không phải là không có tình cảm. Không yêu sẽ không hận. Nếu không thì sao lại có nhiều oán hận như vậy? Mẫu thân, con là Uyên Nhi. Thẩm Uyên. Phụ thân từng nói với ta, thời gian mà ông ấy ở bên cạnh muội không nhiều, để mẫu thân muội dạy ra một cô nương không biết tốt xấu. Vì vậy ông ấy ban đầu muốn đưa muội đi cùng ra biên quan, nhưng mẫu thân muội ép buộc không cho phụ thân mang muội đi. Muội tự nói không thể chịu đựng được biên quan lạnh lẽo. Phụ thân nói ta quan tâm muội nhiều hơn, vì vậy ngoại tổ mẫu đưa đồ vật tới, ta luôn chọn những thứ tốt nhất để đưa cho muội. Không phải ta chọn những thứ bỏ lại mới đưa cho muội. Ta không quan tâm đến những vật dụng bằng vàng bạc. Ta để ý đến chính là gia đình. Những vật dụng này chỉ cần muội muốn, ta sẽ ngay lập tức đưa cho muội mà không do dự. Ta coi muội như em gái, ta tin tưởng muội nên mới viết thư cho muội. Nhưng muội đã làm gì vậy? Con người của ta, cho đến bây giờ ai đối xử tốt với ta một phần ta có thể trả lại ba phần. Ngược lại nếu hãm hại ta, ta sẽ ghi thù. Cho nên chúng ta không thể làm tỉ muội được nữa. Từ nay về sau chúng ta không còn liên quan gì nữa. Đã chuyển hết chưa? Đã chuyển hết, nhưng vẫn còn một số đồ không khớp, thiếu khoảng 2 đến 3 phần. Thôi, phần còn lại coi như xong. Để cho các người bù cũng không bù kịp. Những gì phụ thân để lại đã đủ cho mẹ con hai người sống tốt. Chỉ là sau này đừng đến làm phiền ta nữa. Công tử, tiệm vải của chúng chỉ có vài tên phục vụ. Một số lượng lớn tài sản như vậy nếu bị người khác chú ý, không chừng sẽ không giữ được. Trong kinh không có tiền trang sao? Có, thì có, nhưng trang khố của tiền trang không đủ chứa nhiều đồ như vậy. Đưa đến vương phủ đi, sân viện của ta cũng lớn. Biện pháp này tốt, nghĩ cũng không ai dám đột nhập cung điện. Nói xong, một hàng xe ngựa thật dài liền đến vương phủ. Thẩm Yên để xe ngựa đợi bên ngoài phủ. Bản thân thì tìm Tạ Tịnh Chu xin chỉ thị. Dù sao thì đây cũng là phủ của người khác, không nên quá tùy ý. Điện hạ nghỉ ngơi sao? Đã nghỉ rồi, vậy ngày mai ta lại đến. Cậu ấy đến làm gì? Bẩm điện hạ, thuộc hạ không rõ. Hắn vừa nghe nói điện hạ nghỉ ngơi liền rời đi, bảo là ngày mai sẽ đến. Nếu không phải việc quan trọng, nàng ấy không đến giờ này. Đống đồ lớn như vậy sẽ để ở đâu đây? Cũng không còn mấy canh giờ là đến bình minh. Chúng ta nghỉ ngơi tại chỗ luôn đi, chờ cho điện hạ tỉnh dậy. Điện hạ, tìm ta vào giữa đêm có việc gì? Ta có một số vật dụng hàng ngày muốn để tại vương phủ, muốn xin chủ ý từ điện hạ. Ngươi thường ngày đều dùng là những thứ này, thường xuyên thưởng thức. Như vậy ở chiến trận, lúc trước khi vào kinh có làm ủy khuất ngươi không? Cũng không tính là ủy khuất. Về Thẩm phủ rồi à? Mê mơ, nói Trung Bá ngày mai chuẩn bị một khố phòng cho ngươi, đặc biệt để những món đồ của ngươi. Như vậy được không? Trung Bá dường như không thích ta lắm. Không phải không thích ngươi lắm, mà là rất không thích ngươi. Nghe nói điện hạ muốn ta mở một khố phòng để cho Thời Vũ sử dụng.
Đúng, để cậu ấy đặt đồ dùng. Hắn chỉ là một cận vệ thì có bao nhiêu đồ dùng chứ? Còn cần phải mở thêm một khẩu phòng. Ông tự đi xem rồi sẽ biết. Đồ vật của một cận vệ như hắn hầu hết cũng không phải là đồ đắt tiền. Nếu là xe bò, xe lửa thì để trong kho. Nói như thế nào, tôi đã nói mà. Sau khi nhìn rõ cảnh trong sân, Trung Bá sợ hãi gần như té ngã xuống đất. May mà được Trường Lưu tới xem náo nhiệt đỡ lấy. Khá lắm, đã gần bằng một nửa kho của Bắc Lâm Vương Phủ rồi. Nếu vợ ngươi có bồi thường nổi không? Tất cả đều là thật phải không? Thật đẹp, chọn một cái người thích, ta tặng ngươi. Ngươi nói thật à? Vô công bất thụ lộc, ngươi có thể an tâm nhận được sao? Chắc chắn an tâm mà, đồ là Thời Vũ tặng ta, cũng đâu phải ta cướp đâu. Tại sao ta không an tâm? Trung Bá, vậy xin làm phiền ông rồi. Ngươi tìm người đến kiểm kê, đảm bảo đúng số lượng. Nếu không thì khi vận chuyển mất mát không rõ nguyên nhân, ta sẽ đi tìm người ngay. Thời Vũ chỉ là cận vệ thôi, lấy đâu ra nhiều kim ngân châu báu như thế? Trường Lưu, ngươi đang làm gì vậy? Đi đi. Lại làm gì nữa? Không thể để ta nghỉ chút sao? Thời Vũ cuối cùng là ai vậy? Chẳng lẽ Thời Vũ trước đây là một tên giặc cỏ? Tài sản cướp được là từ trộm cắp. Thời Vũ đẹp trai và dễ gần như vậy, hắn mới không thích bị người khác nói xấu sau lưng giống như ông. Người ta nói Thời Vũ vào thời điểm Thẩm tướng quân qua đời, trên chiến trường vô cùng uy vũ, một mình có thể giết hơn 300 tên địch. Với thân hình như vậy, hắn ta có thể giết hơn 300 người sao? Thật tài năng, thậm chí Thường tướng quân cũng để mắt tới hắn ta, còn tranh giành với thế tử nữa. Nếu thực sự có thể giết hơn 300 người một lần, thì thật sự cùng điện hạ bất phân cao thấp. Lại quay trở lại vấn đề ai ở trên cao ở dưới sao? Nhưng những thứ này hắn ta lấy từ đâu mà ra? Mà hắn ta chuyển đến vương phủ làm gì? Ta hiểu rồi. Ngươi hiểu gì? Khi nam nữ thành thân, không phải đều phải muốn đưa xính lễ vào hồi môn sao? Ta nghĩ chắc chính là ý này. Mà nghe nói xính lễ phải trao trước. Thời Vũ đến để trao xính lễ, hắn ta muốn cưới nhà chúng ta. Nói hiêu nói vượn, dù sao thì điện hạ chúng ta cũng sẽ cưới. Sao có thể là gả chứ? Phải chính Thời Vũ ở rể chứ? Đúng vậy đó. Không đúng, tiểu tử này cứ hướng lão phu vào hố cọp. Điều này hoàn toàn không thể. Điện hạ chúng ta và Thời Vũ không có bất kỳ mối quan hệ nào. Sau này cũng là tự mình cưới người khác. Mọi thứ đã sắp xếp xong chưa? Thời Vũ tìm người cùng người của khố phòng cùng kiểm tra, để tránh sự cố xảy ra sau này. Ngươi bị sao vậy? Rồi mới mất tiền thế. Thần nhìn chúng cái chung của Thời Vũ. Hắn nói là sẽ cho thần. Trung Bá không cho tôi lấy. Không lấy mới đúng. Ngươi muốn làm gì với cái chung? Thần muốn mang hai con rùa từ ao về nuôi. Điện hạ nuôi chim ưng, nuôi báo, còn ngươi lại muốn nuôi rùa. Thật không có chút tiền đồ nào. Để Trung Bá đi cùng ngươi tìm một cái chung không đẹp như của Thời Vũ. Thần thích màu hồng. Ngày thứ hai, một số thị thiếp bất ngờ tới bái phỏng. Thời Vũ không hề biết bọn họ đang âm mưu bên trong. Vào phủ mấy ngày, dù sống kế bên nhưng vẫn chưa đến thăm công tử. Thất lễ rồi, cô nương nói quá lời, ta chỉ là một cận vệ. Đây là bánh do ta tự làm, công tử thử xem. Đều là loại bánh đặc sản của Bắc Lâm. Thế tử hồi nhỏ rất thích ăn. Vậy thì ta sẽ thử xem. Ta sẽ giúp công tử mang vào nhé. Các cô ngồi trước, ta sẽ quay lại ngay. Biện pháp của ngươi ổn không? Đương nhiên rồi, ta đặc biệt thêm bột thuốc không màu không vị. Chắc chắn chặn hắn nếm không ra. Nếu sau khi ăn hắn ta đi tìm điện hạ thì phải làm sao? Chỉ cần khóa cửa thôi. Thật thất lễ, ta đến muộn rồi. Công tử hãy thử xem, điểm tâm sắp nguội rồi. Thị thiếp có chút chột dạ, sợ bị lộ tẩy. Thế là để lộ một nụ cười gượng gạo. Công tử nhìn như vậy khiến nô gia sợ không ổn chút nào. Dù sao nô gia cùng là thị thiếp của điện hạ. Mạo phạm, khi thấy Thời Vũ ăn hết điểm tâm mà không đề phòng. Bọn họ lúc này cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Chỉ chốc lát sau, Thời Vũ đã nhắm mắt và ngủ mê man. Thời công tử, ngươi vừa hạ cái gì vậy? Lợi hại ghê nha, chứ còn sao nữa. Ăn vào là hắn sẽ